nhá quý vị nhá, trên thị trường rất hiếm những người thợ mà có thể chạm khắc được đến độ sắc nét như thế này, rất là hiếm, chứ em nói là không có mà chỉ nói là rất hiếm thôi. Và để mà quý vị mà đặt những chiếc sạp như này thì mất thời gian rất là lâu nhé, chứ không phải là lúc nào có sẵn hàng những cái sản phẩm VIP như thế này được. Những chú chim này nó chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay được quý vị này, nhỏ bằng đầu ngón tay thôi đó, sò này chỉ sợ nó cắn á, nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng mà những cái đường tỉa này gọt này rất là bé. Nó bị thấy được cái độ cầu kề nó như thế nào, rất là kỳ công. Hay là những cái bông hoa ở bên trong lại thế này, mắt cái phần này rồi nhưng mà những người thợ vẫn có thể lùa tay vào trong này và điêu khắc những cái bông hoa ở phía bên trong này. Đó, toàn bộ là liền khối hết, toàn bộ liền khối hết, dày 10 phân. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Quay trở lại với buổi chiều ngày hôm nay thì nhà em lại tiếp tục hoàn thiện xong một siêu phẩm trước mặt quý vị. Đây là một siêu phẩm sập ngôi thập điểu quần mai quý vị nhé. Đây trên màn nhỏ quý vị là hình ảnh bộ sản phẩm nhà em vừa hoàn thiện và lên mộc xong, thì em sẽ quay luôn, quay trực tiếp luôn cho quý vị xem. Đây là một sản phẩm làm theo đơn đặt hàng của anh Nguyễn Đình Đoàn tại Ninh Giang, Hải Dương quý vị nhé. Đây chiếc sập này thì anh Đoàn đã đặt nhà em cũng khá lâu rồi, hôm nay thì em xong phần mộc. Anh đang rất là háo hức để chiêm ngưỡng cái sập của mình nó làm đến đâu, thì hôm nay thì nhà em đã hoàn thiện xong cái phần mộc, thì em sẽ quay clip gửi đến anh Đoàn tại Hải Dương. Đây thì đây là một sản phẩm cực kỳ là VIP quý vị nha, được đục chạm cực kỳ là sắc nét. Trước khi đi vào đường nét đục chạm thì em có quay lại hình ảnh tổng thể của bộ sập này, và mẫu sập thập điểu của Noai này thì em cũng làm rất là nhiều rồi, những mẫu gỗ gỗ, tuy nhiên chiếc sập này là bằng chất liệu gỗ dâu rừng. Thì đây là hình ảnh tổng thể bộ sập, hình ảnh chính diện quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy được cái đường, cái phần đục chạm nó chi tiết không? Rất là chi tiết, rất là nhiều chi tiết. Đây thì em trước khi giới thiệu về chi tiết thì em quay tổng thể cho các bác xem đã. Đó, chiếc sập này thì có kích thước là 1m6 x 2m quý vị nhé. 1m6 x 2m, chân là chân 24, dạ dày 10 phân, khuôn mặt 7 phân. Đó, rất là đẹp. Và không để các bác chờ lâu nữa thì ngay sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho mọi người về phần nước đục chạm của chiếc sập này. Phải nói là rất là đẳng cấp. Đây, đầu tiên là em sẽ quay từ phần chân này. Phần chân này được đục chạm là đôi chim hạc kênh bong. Đây kênh bong. Và đục chạm thủ công bằng tay quý vị nhé. Đây là đục chạm thủ công bằng tay. Phía trên đầu chân là có chú sóc. Đây. Tiếp theo là phần thân cây. Đây là phần thân cây mai này quý vị này. Thân cây mai cổ thụ lâu năm này. Đó. Thì quý vị để ý là từng đường nét chi tiết, từng đường nét chi tiết là đều được đục chạm thủ công bằng tay, vô cùng là sắc nét. Đây hình ảnh những chú chim hay là những bông hoa. Đó, quý vị để xem thật kỹ quý vị nhá, quý vị xem thật kỹ về những cái chi tiết này này để quý vị có thể so sánh được với những cái sản phẩm sập khác. Quý vị phải xem được chi tiết những cái đường tách này, đó tách tỉa này, để quý vị so sánh được những sản phẩm khác nó đẳng cấp như thế nào. Kênh bong, kênh bong cũng phải lùa tay rồi. Kênh bong rất là kênh bong này. Đó kênh bong chưa, đó chim này, những cái chú chim bông hoa này. Em quay chi tiết cho anh Đoàn tại Hải Dương quay xem là sản phẩm của mình. Thì hiện tại là sản phẩm đang còn nguyên mộc, nguyên mộc thô. Trước khi đi vào những cái công đoạn hoàn thiện tiếp theo thì em có quay cái sản phẩm phần mộc thô cho khách hàng ở xa, không đến trực tiếp xưởng được thì có thể xem được chi tiết cái sản phẩm của mình và hoàn toàn yên tâm. Khách hàng ở xa hoàn toàn yên tâm về chất liệu gỗ khách hàng nhé. Đó, em quay rất là chi tiết thôi. Nhiều khi khách hàng ở bên ngoài đến nhìn cũng không được chi tiết bằng em quay máy quay gần như này được. Chính giữa của dạ sập này thì là có hai đôi chim. Đây, bên trên này hai đôi chim này, bên dưới hai đôi chim này đang rất là tình tứ này, đang tình tứ trong các ngồi vị này. Đó, cái chi tiết. Còn kênh lên lùa tay được. Rất là nhỏ nha quý vị nhá. Những họa tiết đục chạm trên chiếc sập này thì rất là nhỏ.
Quý vị thấy đuôi chim này, đuôi chim này rất là đẹp. Cái đuôi chim đường tỉa này nhỏ xíu. Đó, đuôi chim đường tỉa nhỏ xíu. Về phần chi tiết này có lẽ là em cũng khẳng định luôn là trên thị trường rất hiếm nhá quý vị nhá, trên thị trường rất hiếm những người thợ mà có thể chạm khắc được đến độ sắc nét như thế này. Rất là hiếm, chứ em nói là không có mà chỉ nói là rất hiếm thôi. Và để mà quý vị mà đặt những chiếc sạp như này thì mất thời gian rất là lâu nhé, chứ không phải là lúc nào có sẵn hàng những cái sản phẩm VIP như thế này được. Những chú chim này nó chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay được quý vị này, nhỏ bằng đầu ngón tay thôi đó. Sò này chỉ sợ nó cắn á, nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng mà những cái đường tỉa này gọt này rất là bé. Nó bị thấy được cái độ cầu kề nó như thế nào, rất là kỳ công. Hay là những cái bông hoa ở bên trong lại thế này, mắc cái phần này rồi nhưng mà những người thợ vẫn có thể lùa tay vào trong này và điêu khắc những cái bông hoa ở phía bên trong này. Đó, toàn bộ là liền khối hết, toàn bộ liền khối hết, dày 10 phân. Quá là đẹp luôn, đây là một tác phẩm. Thì những mẫu này như là em nhà em có làm 1m8 hay là 1m6 và cũng có làm hết. Rồi, tiếp theo là những chi tiết này. Những chi tiết nhỏ, những chi tiết nhỏ, những đường cách nhỏ. Đây là phần đầu cuối của dạ tiền rồi, đầu cuối của dạ tiền rồi. Đây, tiếp theo là phần chân bên trái này, chân tiền bên trái lại là một đôi chim hạc. Đây, một góc máy nghiêng tổng thể cái dạ sạp quý vị nhé. Đây, em quay thấp một tí để quý vị thấy được. Dạ này là dày 10 phân liền khối. Còn bộ những bông hoa này thì nhìn như là đang khoe sắc luôn. Rất là kỹ. Theo phần này là quay phần dạ ngang phía bên đốc. Thì những phần dạ đốc này thì cũng được chạm rất sắc nét. Tuy nhiên là sẽ không thể bằng cái phần dạ chính được. Em khẳng định luôn là sẽ không bằng những phần dạ chính được. Vì những phần dạ chính là cái phần chính diện của chiếc sạp nên là người thợ sẽ dồn hết những tâm huyết và những người thợ giỏi nhất vào cái phần dạ chính này, linh hồn của chiếc sạp này. Đây, dạ ngang bên phải đây. Hơi tối một chút, chúng ta phần bán mặt đây. Mặt rất là đẹp, mặt của Vân này. Mặt Vân rất là đẹp. Đây là sản phẩm này còn đang mọc nguyên là gỗ vậy nhá, nguyên đang phần gỗ mọc thôi, chưa hoàn thiện một chút nào luôn, mới chỉ đang trong quá trình là anh em thợ đã đang đánh dây giáp thôi. Đó, là khách hàng xem là có thể hoàn toàn yên tâm về phần gỗ, phần gỗ quay là toàn bộ phần gỗ là rất là đẹp. Đấy, chi tiết phần mọc của khách hàng. Đó, và quý vị nào mà có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc sập thập điểu quần mai mà đục chạm VIP như thế này của anh Nguyễn Đình Đoàn tại Ninh Giang, Hải Dương. Đó, thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 51086. Và những cái sản phẩm VIP như này ấy, thì khách hàng mà muốn mua thì là phải đặt một thời gian quý vị nhé. Còn rất ít khi nhà em có thể có sẵn cho khách hàng được, bởi vì là lên được chiếc sập nào và bán được ngay chiếc sập đó rồi. Khách hàng đặt hàng rất là nhiều nhé. Khách hàng đang đặt rất là nhiều những mẫu sập như này. Các bác nào muốn đặt hàng thì nhanh tay liên hệ. Đó. Ok mọi người. Clip nó khá dài rồi và em đã giới thiệu chi tiết về chiếc sập này rồi. Xin kết thúc video ở đây nhé. Các bác nào quan tâm, yêu mến và muốn xem thêm những cái clip, những sản phẩm đặc sắc khác thì có thể bấm đăng ký kênh Đồ Gỗ Tùng Tám để có thể xem được những clip khác, nhận thông báo mới nhất từ kênh. Ok, xin chào mọi người.